Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang giới thiệu các bác con máy thổi lá cầm tay 4 thi đến từ thương hiệu Makita. Hôm nay thì về được con máy Nhật bãi Makita rất là đẹp nhé, hàng thì siêu lướt cho các bác luôn. Đó, đây cũng tranh thủ vừa dọn được xong cái lô cưa cho bác này. Đó, con này thì máy được trang bị công suất là 26cc 34 ly, đặc biệt nó xài động cơ 4 thi cho nên là các bác rất dễ dàng sử dụng nhé. Đó, động cơ của nó xăng dương rất dương. Cái máy này thì phù hợp cho mọi công việc là như kiểu là thổi lá điều, thổi lá cao su, dọn dẹp sân trường, hay là các bác làm công việc vệ sinh môi trường nhá, hay là trên những cái ngôi chùa ấy, anh em thổi lá rất là nhanh. Đấy, mùa đông rồi, sắp đến mùa lá rụng rồi, những cái chiếc máy này nó rất là hữu ích nhá. Thay vì các bác phải quét dọn những cái khu đất rất là rộng rãi thì cái máy này nó làm việc năng suất nó gấp rất là nhanh luôn. Đấy, với con này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 1 lít xăng thì các bác có thể chạy được 2 tiếng 3 phút đồng hồ, như 2 tiếng rưỡi đến 2 tiếng 45 phút, cho nên là rất là lợi xăng. Sức gió của nó là đi 500 km/h, cực kỳ là kinh khủng luôn các bác kia, nhà sản xuất đưa ra. Đó, con này thì hàng của Makita, hàng Nhật bãi về, hàng thì siêu lướt, hàng thiếu mỗi cái thùng thôi. Đó, về thì đổ xăng vào thì máy cũng nổ luôn nhá. Đó, rất là dễ dùng, xăng dương nhất dương thì tất cả mọi người đều xài được. Đấy, không như máy, những con máy cưa này thì đều phải sử dụng là động cơ là xăng pha nhớt, cho nên là đôi khi có bác thì cảm thấy nó khá là phức tạp. Cho nên là những cái con này thì các bác đổ trực tiếp vào 100ml nhớt ở đây, nhớt 4 thỉ, nhớt của xe máy ạ, Honda, các bác đổ trực tiếp đây và đều đổ xăng trắng nhá thì ok. Máy này thì bao siêu nhạy nổ, và các bác đều biết rồi, những cái hàng máy bãi thì hàng càng mới thì máy càng bền nhé, độ bền càng cao. Các bác nào xem được clip này thì vui lòng cho em xin nút like nhé, đăng ký kênh và chuông thông báo. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123370. Đây, test nổ luôn tiếng máy cho các bác đây. Đấy, rất là nổ luôn nhé. Nặng như những chiếc kìm này, đi nó rất là dễ dàng. Em sẽ không dám thổi mạnh quá vì lúc sau nó mất hết cái đồ đạc của em, đi tìm lại nó khá là khó. Ống con này là dài lên tới 1 mét nhá, có 2 khớp cho các bác này. Nó các bác tháo ốc khớp ở bên trước này thì các bác sẽ có một cái ống to hơn nhá. Đấy, đi đây, đây 2 khớp nhá, các bác có thể tháo rời đằng này và đến này. Đó, như con này thì em báo giá trực tiếp là 2.800.000, bao phí ship đến tận nhà cho bác nhá. Đó, rồi. Bác nào quan tâm sản phẩm thì mình liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976 2330. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.